Và cũng phải nói đến là pick mark đấu Vertigo trước Vitality cũng hơi rợn người nữa. Bây giờ thì đang set bài cùng bom xe, một cái bài rất là cơ bản tới từ bên phía của Vitality thôi. Bắt đầu nhảy và họ sẽ tăng về khu City. Quả bom thì đặt ở đâu đây? Bây giờ quả bom mới bắt đầu di chuyển xuống và sẽ là một tiếng đặt bom ở tại khu vực thùng default. Đây rồi. Chỉ cần cái việc hạ được trái C4 này xuống thôi đã là một cái lợi thế dành cho Vitality trong round tiếp theo. Bây giờ thì sẽ retake 3 người tại khu vực City. Flash được nổ. Bây giờ thì sẽ pop flash ngược lại tới bên phía của Vitality. Và trong những tiếng đấu súng, đó là double kill. Zayu đẩy ra đi vị trí của Stair. Double kill tới đi vị trí của Zayu. Bảy nhìn đi đi vai. Bây giờ thì còn làm được gì hơn ngoài việc là giữ lại cái giáp 1 với khẩu ESP cho round đấu tiếp theo đây. Một tình huống bắt bài thực sự là 10 điểm tới từ Vitality khi họ biết rằng là Astralis sẽ rotate về khu City với những trái flash. Và khi mà trái flash bên phía của Astralis nổ thì đó là thời điểm Apex đã pop flash ngược lại và đem về quá nhiều những cái lợi thế dành cho Vitality tại tiếng đấu súng vừa rồi. Về A đi, anh clear được lâu B rồi, bắt bài 4A trong round thi đấu này. Và Vitality lại có mặt trước ở trong cụ bom sai. Astralis sẽ mất đi lợi thế của mình. Đây vẫn nằm xuống trong tay của Zayu. Chưa xong à? Vẫn chưa tắt được cái hack đi à Zayu ơi? Không thể ra nổi khu vực City khi mà tương quan về hỏa lực đang yếu hơn rất nhiều. Dễ dàng dành cho Zayu với triple kill. 15 HP còn lại. Speed headshot đi Stair tại khu vực Stair. Bây giờ thì còn Divine, người đã móc ở khu vực lầu B và đem về một cái lượng thông tin cực kỳ lớn dành cho Astralis. Lại đi vai này, lại sống cuối này. Ở bên phía Astralis chưa ăn được kill nào đâu, chứ đừng nói đến chuyện là mơ về chiến thắng. Wow. Không một mạng nào trong hai round thi đấu. Thực sự là quá khủng khiếp. Astralis họ đang vào một cái đà bay bổng và đến với một cơ hội cực kỳ lớn tại ESL Pro League Season 19. Nhưng có vẻ như Vitality là một liều thuốc thử hơi quá dành cho Astralis thì phải. Khi mà Zayu cũng đang bất còn chưa có nổi khác. Oh, rồi xong rồi, nó đến rồi. Nó đến rồi bác con ơi. Chính là nó đấy. Không phải là một ai khác đâu, vẫn là vị trí của Zayu với Embot được gắn thuật chuột. Bro cũng đã bị bắn yếu. Toàn bộ khu vực trung mid đã được kiểm soát, vẫn là một cái địa điểm được lựa chọn cực kỳ tối ưu tới từ Vitality và những trái flash kìa. Không có một cơ hội nào dành cho Bro. Double kill Zayu, thậm chí đứng sau ở khu vực Ben thì cũng bị đục vào đầu. Cho người ta ăn mạng với. Vitality ơi. Cho Astralis một mạng. Ba round rồi. Ba round rồi. Năm con số không tròn trinh. Quá nhiều. Bây giờ đi qua trái smoke này, vị trí của Star vẫn sẽ đối đầu với đó là vị trí của Flame Z. Nhưng quăng bừa trong smoke và mù loà vẫn là hai mạng tới đi vị trí của Zayu. Hỏng rồi. Zayu đang đồ sát toàn bộ các thành viên bên phía của Astralis. Bây giờ thậm chí còn phải tự trả smoke ra mà cố gắng sinh tồn ở tại khu vực bom sai à. Thôi 4 round. Tôi đã từng thấy những đội tuyển mà 3 round không ăn được mạng nào. Nhưng 4 round thì nó là vô lý. Đây rồi, Pro mở một phát thành công và duy nhất một mạng. Nào, lại là đơn giản cơ bản chiếm mid với bom mìn. Và bây giờ tanh vào trong lát. Ồ kìa, lại là một tiếng headshot tới từ Zayu và đã là 10-0-0 rồi. Và có vẻ như Zayu đang có 100% tỷ lệ headshot khi mà chưa mạng nào là không mồm cả. Đây rồi. Đây rồi. Bro có vẻ như đã được thông lòng. Một tiếng headshot tốt tới vị trí của Bro. Bây giờ thì quyết định là di chuyển vào khu vực bom xe B. Có cả một người ở tại khu vực lâu B nữa, nhưng Flamesy vẫn chưa tắt hack. Chết Zayu thì còn đó là vị trí của Flamesy. Bezy cũng đã được kích hoạt. Hai bom B nằm xuống mà không đổi được ai cả. Bro lộ ra, tiếp tục là một góc đấu súng ưa thích tới đến vị trí của Bro. Nhưng tương quan về hỏa lực đang hơi yếu hơn và có tiếng móc mít tới đến vị trí của Divine. Ôi, bắn sau lưng hơi chớ nhưng may quá Apex không kịp phản xạ để có thể đáp trả lại vị trí của Divine. Xếp rồi. Ba mạng, trong đó hai mạng dành cho Bro và một mạng dành cho Divine. Đây không phải là không chơi mà là không được chơi. Không ai cho chơi cả. Zayu hết Zayu thì đến Flamesy. 11. Như nào nhở? Ai cứu Astralis với hôm qua Faker? Không ai giải cứu được rồi. Cho đến những tình huống xử lý cuối cùng thì Flamesy đã kết thúc đi map thi đấu Vertigo với tỷ số 2-0. Giờ thì đến lượt nạn nhân tiếp theo Astralis 5-0 bên phần T-side map thi đấu Mirage rồi.
Họ sẽ tham minh di chuyển ra cùng với nhau, nhưng đây cũng đang là một tiếng bắn setup cường tới từ bên phía của Astralis. Hai người bên phía Vitality đã nằm. Underpass còn đó là vị trí của Spinx, nhưng top mid thì đã bị đẩy lùi rồi. Spinx có gỡ được không? Vì shot đang lộ rất nhiều tiếng ở đây và Spinx chưa được rồi. Chỉ có một cơ hội mà thôi. Đối phương đã rất cẩn trọng trong turn bò về catwalk. Ngay sau khi nhận thấy lượt đạn của Spinx thì đã cúi người luôn. Jambi đã về để có thể hỗ trợ được offside. Dai U trượt phiền ốp rồi, nhưng Dai U với tech 9 không được, không thể vượt qua được chính Jambi. Achalit vẫy được trở lại rồi. Nết sẽ dội vào cùng xe van. Đó là một trái nết khá đau, và thêm nửa thì bắt buộc Jambi phải đổi vị trí mà thôi. Bằng tự trả smoke để có thể trốn. Spinx đang cũng quay một mạ dành cho vị trí của Spinx. Sau đó Device đem lại ra thi đấu chiến thắng đầu tiên đấy cho Astralis để có thể bù đắp lại khoảng trống. Bây giờ thì Flame gì bắn yếu thành công, chỉ có Device mid đang đẩy lên, nhưng đó là một yếu xử lý không quá tốt. Bằng một cách nào đó mà Jambi chỉ bắn trúng vị trí của Flame gì có đúng một viên mà thôi. Chân Flame gì vẫn đang thoải mái lượng máu để có thể cương tại khu vực mid. Chưa có lửa để clear lại Flame Z, và Flame Z cũng có một quả smoke để tự che chắn nếu như bị lửa. Đang làm một setup đẩy ép ở khu vực lầu. Stealth đối đầu với bên kia trên tuyến là Spirit. Diva cũng đã kéo ốp ngược trở ra để kê shot cho Stealth. Hai người trong bom Saya đang di chuyển dần về khu vực connect. Mà viên ốp vừa rồi nó lại trúng vào người của Bro. Đấu súng ở đây Spirit có cho mình mạng của Stealth. Và một round thi đấu là tất cả những gì mà Astralis có thể làm được tại đây. Gần như là Vitality họ hiểu ra được toàn bộ những cái lối di chuyển của Astralis. Từ tình huống đẩy lầu B đến cái tình huống tò mò tại khu stair. Nhưng tôi nghĩ rằng đó cũng là một cái pha xử lý mà Bro đã hơi quá cố. Trước đó cũng đã ăn một viên ốp rồi, nhưng mà vẫn lì lợm lên stair, pick bằng được vị trí của Zayu. Bây giờ Starven cùng Divine cũng chả thể làm được gì hơn ngoài việc là giữ lại khẩu súng này. Nhưng mà hãy nhìn đi, ở lầu B Spirit đang đợi rồi. Đúng vậy, lên lầu B một phát thôi là sẽ có ngay một khẩu AK dí vào đầu của Astralis. Divine không dám di chuyển rộng, nhưng Starven thì sao? Thời gian của C4 đã trôi đi quá nửa rồi. Có lẽ là họ sẽ chỉ cố gắng trấn thủ tại khu vực bóng xe B thôi, không di chuyển rộng, vì biết rằng là bên phía của Vitality hoàn toàn có thể gài người. Chưa chắc đã là đổi được ở đây. Liên tục là những trái smoke được pop vào, và hiện tại thì không có ai đang nhìn lầu A. Theo thời gian thì họ cần phải nhìn lại khu vực lầu A mà thôi. Giang bắt đầu đánh động, nằm xuống trong tay của Steven. Tiếp tục là double kill dành cho vị trí của Steven. Quay trở lại kê ngược lên khu vực lầu A để bảo kê cho người đồng đội. Steven nhìn ra Ram. Và Apex thì lại bỏ được vào cái shot timing tuyệt vời của Jabby. Bắt lại được vị trí của Apex. Messi đang mịt mù trong làn khói. Không qua được, Steven đang ở stair rồi. Và nếu có động thái đến từ vị trí của Messi thì ngay lập tức Steven sẽ kéo ốp ngược trở về. 2v5. Có lẽ là với tham như thế này thì bỏ thôi, C4 đã rơi rồi. Tò mò, và đó là triple kill Steven. Spik đổi một. Tiếng bắn toàn mồm tới từ cả hai bên mà thôi. Tay là rất to. Spell đẩy ép được khu vực Aram, rất nhiều thông tin được trả về. Apex sau khi set xong thì một mình Apex tấn công vào từ khu vực Ram mà thôi, và hai người đồng đội sẽ lại đi lầu. Và Apex ơi, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận, củi lửa. Stell double kill, và thậm chí là triple kill cho Stell. Thế một trái flat được pop cover cho Bro. Spin đang di chuyển lên với khẩu AK trên tay thì cơ động hơn rất nhiều so với Starven. Nhưng Starven bắt đầu có những sự nghi ngại ở đây rồi. Đấu súng xảy ra và Jambi chiến thắng vị trí của Spinx. Quay trở lại với cuộc chơi rồi. Lên được thêm một round nữa dành cho bên thiếu của Astralis. Và Apex bây giờ thì đang tận dụng khoảng thời gian này để có thể trò chuyện với những người đồng đội xem là điều gì đã xảy ra. Thật ra tôi nghĩ rằng là cái chiến thuật tới được Vitality là hợp lý rồi. Nhưng mà nó hơi sai tham mình một chút, khi đó đúng là cái thời điểm mà ở một round đầu Astralis họ đẩy hai người tại khu vực Ram gần. Và đó có lẽ là phải bỏ chay thôi. Starven thì đang có góc kê quá đẹp ở đây, tò mò chắc chắn chết dù có là Dai U hay ai đi chăng nữa. Đây rồi, không thể có cửa dành cho vị trí của Dai U khi mà Starven cũng đang vào tay rồi. Nên hơi sâu, Starven bắt đầu đảo ngược trở về chiếc bom sai, nhưng đang hơi kẹt. Có những cái mạng của Messi trên lầu không ai ra để mà clear được. Ram thậm chí vẫn chưa lên nổi thì làm sao mọi người ở lầu ra nổi. Nào, Apex nằm xuống.
Steven có cho mình cái mạng của Flamesy và còn lại một mình Spring mà thôi. Hai ốp quá áp lực. Vitality không dám đi mid nữa rồi. Bây giờ không còn quá nhiều lợi thế dành cho Vitality nữa rồi. Thậm chí đây là một round thi đấu mà gần như là eco. Và Divine cũng góc kế quá đẹp của mình thì sao? Steven bắn trượt. Nhưng Divine đang phải 1v2 bắn yếu thành công Zayu. Đó là tiếng headshot. Double kill cho Divine cũng là những kiểu xử lý rất gọn gàng. Gabi cover tốt. Tiếp tục là flat được úp xuống. Starvin hạ gục lên vị trí của Spinix và giờ chỉ còn lại một mình Apex mà thôi. À, đây rồi, đây rồi. Phát đội đỏ ơi. Chúng tôi có mặt tại trận thi đấu bán kết. Chúng ta quá mừng với cái kết quả này của Astralis rồi. Hy vọng họ sẽ tiếp tục cố gắng để có mặt tại trận chung kết. Seven hỗ tự tin đến từ Starvin nhưng lần này không chiến thắng được Flame gì. Đấy, chúng ta có thể thấy là cứ như vậy thôi. Giá mid và pop flat cho nhau. Bây giờ thì Divine lộ tiếng bật zoom. Nhảy trượt tới đến vị trí của Divine. Một đổi một. Nhưng ở trong nối còn người và Flamesy liệu có đoán ra không? Flamesy đang di chuyển cùng với hai người đồng đội nữa. Và sẽ là 3 mid tới từ Vitality. Họ vẫn còn khá nhiều đồ. Nhưng Astralis họ cũng đang bài binh bố trận. Họ sẽ ra mid. Tíu lợi thế hơn người. Và đấu súng xảy ra. Apex và Zayu mỗi người có một Steyr. Không thể chiến thắng được Zayu. Zayu vẫn đang đây rồi, lại là một lối bắn đi rất đẹp mắt. Lối bắn thì nó lại không quá đẹp mắt ở đây. Zayu, ai giết Zayu có mở cho người thì chân lâu đi giết nó đi. Đây rồi, bro có một Divine có một 2v2 làm được nhưng trước mặt sau lưng đều có địch. Và liệu có kê nổi móc ở tầm thời điểm này hay không? Bên đây không dám móc. Mình ui lộ vị trí rồi nhưng thực sự vẫn còn quá thoải mái dành cho hàng cặp đôi bên phía Vitality bởi vì họ đã trốn hết. Nào, bro, ui, nhảy cả lên bờ rào mà, đấu súng trực diện, bro, có cho mình chiến thắng. Tại sao phải chọn một cái góc như vậy tới đây vị trí của Spinix nhỉ? Bây giờ thì trọng trách sẽ được đặt lên vai của Flamesy. Đối phương đang lộ rất nhiều tiếng ở đây rồi. Nào, không cương tới đi vị trí của Flamesy. Và outplay thành công luôn khi mà đối phương đang về có một bom sai à. Rát quá, rát quá, rát quá. Nhưng từ từ đã, Flamesy lại nghĩ nhiều thì sao? Flamesy có nghĩ nhiều không? Flamesy vẫn đang rất cẩn thận. Flamesy đang có một vị trí đứng mà có thể rotate về cả B luôn nếu như trong trường hợp cần. Flamesy, ui bắn lỗi tơn đạn rồi. Đối phương có 20 giây để xoay sở và C4 sẽ được đặt luôn. Pro never fake nhưng Flamesy đang đổi góc. Trái flat pop, đấu súng trực diện. Flamesy bị chớp một tí. Đối phương đang búa và đó là chiến thắng dành cho Pro. Phong rồi, phong rồi, đội bạn cũng phong, tặng MP9 đẩy mít. Ui, ui, 3 MP9 đẩy mít lấy luôn 2 rồi. Tôi đã nói là đừng tua second round mà. Steel di chuyển vào không chất khu vực trần lầu mà Apex hạ cũng được Steel chết rồi. Sự đau thương nó còn nặng nề hơn dành cho Astralis nếu như họ thắng Piton và thua second round. Một AK được lấy về, vẫn còn 4 khẩu MP9 nữa, Divine. Một mạng cho Divine. Chưa có double kill thì vai cần phải có cho mình thậm chí là triple kill ở đây để cứu về cái round thi đấu này. Jappy đang người bò trườn trên khu vực lầu A. Bò chạy đột biến đến từ Jappy. Đối phương còn hai thương binh. Đối phương còn hai thương binh. Astralis ơi, bom đang được mang về khu vực Aram. Jappy sẽ di chuyển cùng với người đồng đội của mình. Những tơn đẩy này đến từ Flamesy, nó lại đá vào mặt Astralis rồi. Nào, có một smoke để che chắn. Mà nếu như đặt bom hướng về khu vực City thì phải làm quả smoke che khu vực Correct. Nghĩ là bây giờ thì smoke lại City. Đặt một quả C4 kín vậy. Đang chờ đợi nhưng càng mất thời gian thì đối phương càng đi móc. Còn quá nhiều chỗ phải check đến từ vị trí của Jappy. Như vậy sẽ là smoke lại khu vực Correct và đặt C4. Thêm một smoke nữa để có thể tự cover mình, hạ quả C4 xuống cách an toàn. Trước mặt sau lưng đều có địch rồi. Divine nằm xuống. Jappy có thể cân ba được ở tình huống này hay không? Jappy vẫn đang trốn sau làn khói và Jappy sắp chết rồi. Đối phương cũng lần ở trong khói, đó là vị trí của Messi. Gặp nhau giữa rừng mơ. Két. Messi biết rồi. Messi biết rồi và sẽ có thông tin báo về đồng đội. Xử lý chán thế. Rồi bí rồi. Sống lên. Những quả nết này sẽ là một quả nết khá tốt tới vị trí của Flame. Thì thêm smoke để có phạm vi di chuyển. Vậy Apex muốn làm gì đó đột biến ở đây. Kìa, lại là một tiếng xử lý quá khó hiểu tới từ Apex. Bây giờ thì đối phương đang tăng vào ở phía trong của vực jungle. Và cái sự khó chịu với những cuộc tách này chạy bắn.
Còn lại là tiếng đi qua smoke tới từ vị trí của Flamzy. Quái quỷ gì đang xảy ra trận thi đấu này vậy? Đổi được một tới từ Mezi, hai người tại Gung City đang bị quay pro headshot từ vị trí của Mezi và Zayu cũng nằm. Đó là một câu trả lời tới từ bên phía của Astralis. Spring cũng đã dính một viên đạn vào người rồi và có thông tin biết vị trí của Spring ở đâu. Và lúc này thì Vitality lại phải nghi ngại quay trở về khu vực mid cũng như là bom sai để phòng thủ, thì Astralis một vài tên đạn spam khu vực Era mà thôi. Và vô tình cái tên đạn này nó lại đánh động các thành viên của Vitality, họ đang quay ngược trở về. Bây giờ smoke che ở đâu đây? Nếu như chỉ che con hack thì sẽ không che được khu vực stair. Phải lựa chọn một địa điểm để đấu súng thôi. Astralis chuẩn bị đáp lễ Vitality trong round thi đấu Fog Bay rồi. Tiếp tục smoke lên khu vực lầu. Stair bò chay, bắt được một mạng đến từ vị trí stair ở lầu. Lầu ép gần rồi. Vị trí của Spring đang là người ở khu vực stair và Spring nằm xuống rồi. Trên lầu cũng khó. Không sao cả, khó có Zayu. Zayu lần này cũng chết rồi. Flamzy đổi một. Flamzy còn 9 máu, không thể làm được nhiều hơn. Astralis quân mình cách biệt với Vitality. Mà đánh toàn AK và M4 mà. Zayu lộ ra. Hai người ở nối và Flamzy không có cơ hội nào trước Divine cả. Tràn vào short rồi. Hai bom CB cũng chỉ là những khẩu PI-50 mà thôi. Rất khó có thể tạo ra được những sự bất ngờ. Một mạng nữa cho Jappy. Mặc kịt lộ. Jappy có double kill riêng mình. Spring cũng nằm xuống bởi Divine. Hết rồi. Chắc chắn là Astralis sẽ có cho mình vào tháng thứ 9. Không khác gì trận đấu Liquid ngày hôm qua. Astralis cũng đã bị dẫn. Cũng đã có những giờ phút khó khăn. Và họ đang biết cách để quay trở lại. Ai à, ai à. Ai à. Bàn đội đỏ nay không yếu. Apex sau quãng thời gian thiền tịnh tâm. Đáp viên nào là vào viên đấy luôn. Double kill dành cho Apex với một khẩu PI-50. Không thể làm nhiều hơn được. Tràn đã 4 mid tới từ Vitality. Họ sẵn sàng là tiếp chiêu các thành viên của Astralis luôn. Nhưng Astralis thì họ cứ hướng tới Boma thôi. Đây rồi. Một mạng tới được chiêu của Flamzy. Không lỗi skill và có double kill ở riêng mình. Phải bóc lộ ra. 1, 2. Và còn lại Divine, người đang bò trườn ở tại khu vực bom sai B. 1v4 có lẽ là hơi khó. Nhưng nếu như giữ được AK hoặc là bắn yếu được súng của đối phương cũng sẽ là một điểm cộng dành cho Astralis. Nhưng Divine thì nói không. Tranh thủ khoảng thời gian này, đưa dạy chiến thuật cũng như người đồng đội cho ra thi đấu tiếp theo. Thôi, đánh A quá nhiều rồi. Buffet chốt chặn đầy uy tín mang tên Zayu. Và căn bản là cũng đã bút được một người lên khu vực thùng của B-Shot. Và nếu như các thành viên của Astralis lên thì đây sẽ là một điều bất ngờ lớn dành cho Astralis, ít nhất là chết 2. Ồ, và đó là chết 2 dành cho Vitality. B-Shot chết, còn đang chết và bây giờ Flamzy cũng đã bị lộ rồi. Giặt ngang của đó là bạn dành cho Jappy. Không tốn một quả bom nào đến từ bên phía của Astralis. Họ cứ đi vào và bắn nhau mà thôi. Ai mới là người tay to ở đây nào? 19 dành cho bên phía của Astralis. Họ phế luôn Zayu bằng cách không đấu với Zayu. Né luôn Zayu. Nhưng rõ ràng là thông thường thì cái bom sai B này là một cái bom sai được solo bởi Apex cơ mà. Đúng vậy. Tại sao lần này lại đẩy Zayu về nhở? Thành ra là không cho Zayu chơi game luôn rồi. Vì hộp dẻo. Skin X. Một. Biết luôn người ở gần. 6 viên. 6 viên còn lại. Không có gì bất ngờ xảy ra cả. Và Zayu cố gắng di chuyển trong cục market để giữ lại khẩu M4. Nhưng có lẽ là Charlie cũng biết điều đó, họ đoán ra một cái gì đấy. Ui, Zayu. Zayu. Đây là góc kê trước. Đây rồi. Mọi thứ diễn ra đúng với những gì mà chúng ta có thể dự đoán được. Đó là việc Speed tò mò và chắc chắn sẽ phải nằm. Jappy thì sao đây? Các thành viên của Astralis đang quân của C4VA. Jappy, đối phương double pick nhưng Jappy vẫn quá chính xác. Di chuyển xuống khu vực thùng default, một flash được trả được re-pick. Nhưng đơn giản là anti-flash bằng cách quay mặt đi tới từ Astralis mà thôi. Pit tăng lên. Mezi không nhìn vào nối kìa. Mezi hỏng rồi. Mezi không chơi điện tử ở trong trận thi đấu này. Apex lộ ra và không có một cơ hội nào khi trên tay lấy USP không giáp. Có thể về rotate bom B hoặc cũng có thể về hỗ trợ cho bom sai A rất nhanh.
Nào, Zayu đứng cửa sổ. Bây giờ mới bắt đầu ra mid này. 1 phút 15 giây, một smoke window và một smoke top con. Bắt đầu pop flat nhưng chỉ là để cho một mình bro di chuyển mà thôi. Lại dí A tới từ Ashalit. Và cái khu vực chân lầu này của Flamzy lần này sẽ đổi được mấy đây? Khẩu súng xảy ra, bro đặt tâm không tốt, nằm lại với Zayu rồi. Check chân lầu nhưng mà không biết rằng con đó là Flamzy. Ôi, mắc cầu thang rồi, mất tâm tới Flamzy. Và ba người, bốn người bên phía của Vitality nằm lại, Mezil cũng chả thể làm được gì hơn. Quái quỷ gì đang xảy ra với bên phía Vitality vậy? Á? À? Anh Bách vừa gáy xong cái gì nhỉ? Một cú bò chay. Và tôi cũng không hiểu tại sao là các thành viên bên phía Achilles họ thắng được nữa. Cứ bò ra mà bắn nhau thôi. Đây, cũng không phải là những tên bắn. Nhưng quan trọng là cái timing của họ đúng lúc Vitality họ đang di chuyển. Cứ bắn sau lưng rồi. Không thể may mắn hơn được. Thực sự đó là một phần timing tốt nhưng nó cũng là cái may mắn của Achilles. Đúng lúc Vitality rủ nhau để có thể di chuyển. Bây giờ thì Achilles ập vào, Spink có cho mình cái mạng của Bro. Steven bắt được lại vị trí của Apex. Spink đang muốn nhiều hơn, không được nữa rồi. Lửa trả vào khu vực short stair, có bạo lên gì đổi vị trí của Steven nhưng đi vai. Quả làn khói vẫn là quá chính xác và Zayu với khẩu scout không thể làm gì hơn được. Đối phương vào được B rồi và Zayu sẽ phải 1v3 cứu bom sai B, không bom mìn. Một quả smoke là tất cả những gì Zayu có và với một khẩu scout. Lấy đâu ra cơ hội cho Zayu đây? Bật cái hack lên. Bật cái hack lên Zayu ơi, USP. USP. Đi vai kết.